sao chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc phụ tử đồng quan tiến độ kịch bản đã thêm mới mời các diễn viên tập hợp tại chỗ của npc đạo trưởng huyền thành dưới chân con dốc nghiêm kính nghe được giọng nói nhắc nhở bừng hiểu mà thốt lên hóa ra đạo sĩ già là npc à trước đó lúc nghe giới thiệu cậu còn nghĩ không biết có phải để một diễn viên đóng vai đạo sĩ. Tám người còn lại trong vai đệ tử nhập môn hay không? Hóa ra là một NPC đạo sĩ già dẫn dắt chín đệ tử nhập môn, cách đó không xa. Việt Tu Minh tỏ vẻ ghét bỏ nhìn nghiêm kính. Chọc vào lục văn ở bên cạnh, từ khi nào mà thằng mù có thể vào được phim tì vết không che được ánh ngọc hả? Áp nực cười quá, chẳng lẽ là tên tốt thí xám? đứng trước anh ta là một người đàn ông cao lớn, cầm cây kiếm gỗ đào dài chừng một mét, nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm anh Tuấn, ngũ quan lạnh lùng, lục văn nghiêng đầu, vô tình hất tay Việt Tu Minh. Lạnh lùng nói, người ta mù hay không liên quan gì tới cậu. Với cả, tôi không quen biết cậu. Việt Tu Minh bị người ta giữ dằn hắt hùi. Trên mặt tỏ rõ vẻ ngại ngùng và không cam lòng trước đó hắn vừa tham gia bộ phim Cương Thi với Lục Văn. Chỉ là mãi mà không bắt chuyện được với Lục Văn, cứ đinh ninh là do anh ta trầm tính kiệm lời. Không ngờ lại lầm lì gắt gỏng như vậy. Hắn định lôi kéo làm quen. Đột nhiên lại thành tự chuốc lấy nhục. Việt tu minh nhìn lục văn đột nhiên để lộ nửa gương mặt còn lại. Chỉ cảm thấy ghê tởm. Không khỏi lùi hai bước. Ánh trăng sáng dọi chiếu nửa gương mặt bên kia của lục văn trên đó răng đầy những vảy cá màu xanh lá và xanh da trời. Từ dưới mắt xuống đến khóe miệng, Lục Văn vừa làm biểu cảm, những chiếc vảy cá kia liền xô lại, trông hết sức yêu dị và đáng sợ. Lục Văn nhìn thấy động tác trong vô thức của Việt Tu Minh. Khẽ cười diễu một tiếng, eo ơi thấy gớ mà, mặc dù Lục Văn mạnh thật, nhưng làm ơn đừng zoom vào, tôi xem ảnh đánh nhau là được rồi, sao lại có người trông như vậy nhỉ? mấy người quá đáng thật đấy lục văn của tôi bị ảnh hưởng từ huyết thống anh ấy công khai tâm nguyện đến đây để thức tỉnh huyết thống một khi huyết thống được thức tỉnh rồi những vảy cá trên gương mặt anh ấy sẽ biến mất nhưng anh ta dựa vào đâu mà tỏ thái độ với tu minh nhà tôi như vậy có lẽ bản thân lục văn bị chỉ trỏ nhiều rồi nên mới hết sức ghét dạng người như vậy anh dai từ trên núi xuống đẹp trai ghê mà lạ hoác à không phải tốt thí xám đấy chứ. Châu đồng nhà tôi vẫn không? Có cảm giác tồn tại gì? Xót xa quá, khà khà, chuyện fan hâm mộ của châu đồng ít tới đáng thương không phải mọi người đều biết rồi hay sao? Mọi người nói xem phim này cuối cùng ai đứng nhất. Tôi cực lục văn, chắc là châu đồng thôi. Mặc dù tôi ghét thái độ của anh ta, nhưng cá nhân anh ta cũng có chút kinh nghiệm. Dù sao lục văn mới chỉ đóng 3 bộ phim. Trong số này trừ Tốt thí ra có lẽ Lục Văn đóng ít phim nhất. Tạ Trì từ trên sườn dốc đi xuống, tám người còn lại thuận lợi tụ tập với nhau, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Việt Tu Minh khó chịu nói, "Ai vậy? Lại là Tốt thí xá mà. Yếu ớt như vậy vào phim cương thi thì có ích gì? Phim cương thi yêu cầu diễn viên có sức mạnh nhiều hơn so với các bộ phim khác." Châu Đồng bên cạnh lấy bật lửa ra châm điếu thuốc, cậu ta là diễn viên tôi quản lý. Tôi cho cậu ta tham gia. Việt Tu Minh lấy làm ngạc nhiên. Sắc mặt dễ coi hơn một chút, anh còn tự dẫn dắt người mới tới à? Xem trọng cậu ta lắm à? Cậu ta có anh bảo vệ. Nhất định không thành vấn đề đâu. Châu Đồng nở nụ cười ý tứ sâu xa. Cũng không giải thích mục đích thật sự của mình. Nghiêm kính cảm nhận được tạ chi tới gần. Hết sức kích động tới đón anh, anh à, ôi cái duyên gì đây, đúng là duyên phận nghịch thiên, trong app có rất nhiều phim kinh dị, cậu lại được đóng phim kinh dị cùng tạ trì hai lần, còn là hai lần liên tiếp nữa, tạ trì cùng cậu đi xuống dưới, khẽ hỏi, kính tử à, sao cậu lại tới phim này, nghiêm kính gãi gãi đầu, em đã nói với anh ông em là đạo sĩ chưa, là dạng không quá dành về yêu ma quỷ quái nhưng bắt cương thi thì siêu giỏi ấy tạ trì chưa nghiêm kính lúng túng nói em đi theo ông em cũng hiểu được một chút phim này không giới hạn cấm em vừa khéo quản lý của em cảm thấy em vô dụng nên nhét đại vào phim này tạ trì đạo sĩ thế gia không phải không phải em là nghiêm kính dừng lại một chút hiển nhiên có chút ngại ngùng nhưng ngẫm lại là tạ trì lại cảm thấy không việc gì phải giấu giếm em là đứa trẻ bị vứt bỏ quê em có tập tục bỏ đứa trẻ vừa chào đời vào trong rừng sâu núi thẳm một đêm không bị độc trùng ngủ đông cắn chết không bị chết cóng hay chết đói nghĩa là dễ nuôi không bị mãnh thú ăn hết nghĩa là số không tệ nhà em điều kiện quá kém không còn cách nào khác chỉ có thể để ông trời quyết định sức khỏe em không tốt bị ném đi sau đó đúng lúc ông em dạo chơi tới đó nên nhặt em về như lời ông nói, lúc ông nhặt được em chỉ còn hơi thở cuối cùng, ông phải lấy sữa muôn nhà mới có thể cứu sống được. Tạ Trì không ngờ đằng sau Nghiêm Kính ngày ngày hớn, hà hớn hở lại có một câu chuyện như vậy. Dường như Nghiêm Kính sợ Tạ Trì hiểu lầm, vội nói em không thảm đâu, ông em thương em lắm. Tạ Trì dịu giọng hỏi thăm, "Thế đôi mắt của cậu?" Tạ Trì còn nhớ Nghiêm Kính tự nguyện không nhìn thấy người để đổi lấy mắt âm dương. Hiếm khi Nghiêm Kính trầm mặc một lúc, mới cười khổ bảo rằng, ông em lớn tuổi, sức khỏe không tốt như trước kia, có lần được ủy thác ra ngoài bắt cương thi, bị cương thi đâm mù mắt. Tạ Trì gật đầu, hiểu ý, Nghiêm Kính muốn làm con mắt của ông mình, giúp ông mình nhìn thấy cương thi quỷ quái. Tạ Trì vỗ vai Nghiêm Kính trấn an, bàn tay đột nhiên khựng lại, khoan đã. Sao vậy? Nghiêm Kính không hiểu gì ánh mắt tạ trì nghiêm lại, thế giới của các cậu có cương thi. Nghiêm kính không chút nghĩ ngợi, đúng vậy. Nhiều lắm luôn, khoan đã sao lại là thế giới của các cậu. Hai chúng ta không phải người cùng một thế giới hay sao? Tạ trì trầm mặc mấy giây. Hiển nhiên là ý thức được điều gì đó. Nói rành giọt từng chữ, thế giới của tôi không có cương thi. Trong nháy mắt nghiêm kính có vẻ trống rỗng. Qua hồi lâu, cậu nuốt một ngụm nước miếng, ai ngả. À, anh anh đừng đùa." Tạ Trì đang định nói, thoáng trông thấy nửa gương mặt mang đầy vảy cá từ phía sau nghiêm kính đi tới. "Tạ Trì?" Lục Văn không dám chắc nói. Tạ Trì thoáng run lên, cười đến là Ôn Hòa, là tôi. "Chào anh." Lục Văn thoáng nhìn xuống bàn tay trắng nõn sạch sẽ duỗi về phía mình. Ánh mắt dừng lại một chút, trong lòng gợn sóng, mặc dù chàng trai trước mặt mặc đạo bào tự nhiên phóng khoáng, nhưng khi chất tao nhã thân thiện khó nói nên lời ánh mắt hết sức bình thản đã rất lâu rồi không được mọi người thản nhiên cởi mở đối xử bình đẳng lục văn lúng túng đưa tay ra bắt lấy tay anh tạ chỉ có chút ngạc nhiên khi lục văn biết mình lục văn nói thẳng trước khi ràng buộc với áp tôi từng tới xem triển lãm tranh của cậu chúng ta là người cùng một thế giới nhưng cậu với cậu ta thì không hiển nhiên lục văn đã nghe thấy cuộc đối thoại của tạ trì và nghiêm kính trước đó tốt bụng giải thích cho họ tạ trì run lên cho nên thật sự tồn tại thế giới khác nhau tạ trì liếc mắt nhìn gương mặt chi chít vảy cá của lục văn hiển nhiên lục văn không phải người thường cho nên thế giới của anh còn điều gì mà anh không biết nghiêm kính ngạc nhiên không thôi anh à anh còn là họa sĩ à anh nổi tiếng lắm mà không phải lần trước anh nói anh vẽ bằng tâm hồn chứ tay thì. Nghiêm kính cảm thấy mình bị lừa gạt sâu sắc, tạ chỉ đang định đáp qua loa. Lục Văn nói, cậu ấy là họa sĩ kinh dị nổi. Tiếng nhất thế giới chúng tôi. Cuối cùng nghiêm kính cũng biết được nghề nghiệp thực sự của tạ trì thốt lên một tiếng chửi thề. Cậu cứ đoán tạ trì là gian thương hoặc là tội phạm. Ai ngờ lại là nghệ thuật gia không dính dáng tới khói lửa nhân gian lục văn ôm kiếm chắc hai cậu mới tới phim cương thi lần đầu có thể đi theo tôi tôi dẫn hai cậu trên mặt anh ta không có lấy một biểu cảm dư thừa đứng ở đó cao lớn trầm mặc hết sức đáng tin tạ trì ngạc nhiên mấy giây không nhịn được mà bật cười có phải thoạt nhìn anh quá nhỏ yếu nên được người ta chủ động bảo vệ không lần đầu tiên tôi thấy lục văn nói nhiều lời như vậy Cậu ta là họa sĩ à, trông có vẻ vô dụng. Vừa vào đã có lục văn bảo vệ. Hai người họ may thật đấy. Nghiêm kính vô thức muốn khoe khoang chiến tích của tạ trì với lục văn. Nhưng tạ trì đã nói cảm ơn. Lục văn có ý tốt. Anh không cần phải từ chối. Có qua có lại là được rồi. Việt tu minh trông thấy lục văn đang trò chuyện vui vẻ với hai tay tốt thí. Khẽ cười nhạo một tiếng. Thầm mắng anh ta không biết điều đi tới bên cạnh Châu Đồng. Châu Đồng lên tiếng, đã đông đủ rồi. Tới chỗ NPC thôi. Dưới mây đen gió lớn. Cả nhóm 9 người theo áp chỉ thị đi xuống núi. Lúc này dưới dốc núi có một đạo sĩ già mặc hoàng bào đứng thẳng người trước một chiếc hố. Hẳn đây chính là đạo trưởng huyền thành mà áp vừa nhắc nhở. Đạo trưởng huyền thành tóc đã hoa dâm. Áng chừng năm, 60 tuổi, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ cứng nhắc ông đang cầm một chiếc bát quái khom lưng vừa đi vừa soi cuối cùng dừng ở một vị trí bát quái tìm đường bấy giờ chiếc kim trên bát quái không dịch chuyển nữa nói rõ quan tài mà cố chủ nói ở ngay dưới chân ông đạo trưởng huyền thành phân phó chín người đã đến cả rồi đào xuống chỗ này cẩn thận đừng đụng vào quan tài dụng cụ đã được chuẩn bị từ trước chín người nhận mệnh bắt đầu làm khổ sai một canh giờ sau họ đào được một chiếc kim quan. Chiếc quan tài kia dài chừng 2 mét, cao chừng 1 mét, toàn thân màu vàng, thoạt nhìn hết sức nặng nề. Màu sắc ở bốn góc có phần khác biệt với thân quan tài. Đạo trưởng nhìn thấy hình dáng chiếc quan tài. Sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Đồng giác kim quan, tạ trì khẽ nói. Đồng giác kim quan, dịch thô là quan tài vàng có góc được làm bằng đồng. Lục văn bất ngờ nhìn anh một chút nghiêm kính nghe thấy bốn chữ quen thuộc này. Vô thức kéo tạ chỉ lùi ra sau, anh à. Trong quan tài này khả năng cao là. Cương thi đấy, bình thường mà nói. Khi hạ táng thi thể đã có dấu hiệu thi biến mới bỏ quan tài. Được chế tác bằng vật liệu gỗ thường. Đổi sang dùng đồng giác kim quan để chấn trụ thi thể. Đề phòng tiếp tục thi biến. Hiển nhiên Châu Đồng cũng biết tình huống như thế nào. Tiến lên hỏi chuyện đạo trưởng Huyền Thành, sư phụ. Bây giờ nên làm thế nào?" Sắc mặt đạo trưởng Huyền Thành nghiêm lại, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Mở quan tài ra, vì sự an toàn của họ khi vận chuyển quan tài, nhất định ông phải kiểm tra rốt cuộc tình hình trong quan tài thế nào." Theo lời cố chủ nói, chiếc quan tài này được hạ táng 20 năm trước, hơn 20 năm, cũng không biết rốt cuộc thi thể đã thi biến tới mức nào. Bốn người phụ trách cậy đinh quan tài, Lục Văn Đá ván quan tài ra, đạo trưởng huyền thành nhìn vào quan tài sắc mặt lập tức trắng bệch thốt lên không hay rồi phát phúc rồi còn là phụ tử đồng quan phụ tử đồng quan cha con nằm trong cùng một quan tài nghiêm kính nghe thấy chữ phụ tử đồng quan vẻ mặt giống hệt với đạo trưởng huyền thành phát phúc chỉ trên mặt thi thể xuất hiện những vết nhăn như giấy bạc bị vo lại đây là điểm báo có thể đã thi biến cũng là đặc thù trên gương mặt cương thi tạ chỉ đứng gần đó trước tiên quan sát tình hình trong quan tài hơn hai mươi năm nhưng thi cốt trong quan tài không hề mục giữa nằm trong quan tài là một người đàn ông da rẻ sám ngoét cương cứng mái tóc rối bời gương mặt nhăn nheo xương gò má rất cao hai má lõm xuống có phần không nhìn ra được hình dáng ban đầu hai tay ông ta chắp trước bụng móng tay dài màu xanh lá pha lẫn xanh da trời tỏa ra ánh sáng đáng sợ móng tay dài cũng là một trong những đặc điểm của cương thi đạo trưởng huyền thành tới gần tách miệng người đàn ông ra ở đó đã mọc bốn chiếc răng nanh dài và sắc nhọn đã hoàn toàn là cương thi bên cạnh nam cương thi còn có một thi thể nhỏ không thối giữa như thi thể bình thường nhưng cũng không có dấu hiệu thi biến thể như vừa mới được chôn cất tạ chỉ đi tới bên người nghiêm kính một tay chống cằm thấp giọng hỏi, phụ tử đồng quan nếu thi biến thì sẽ như thế nào? Bờ môi nghiêm kính run lên, tà càng thêm tà. Pháp lực vô biên, đồng giác kim quan. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không gọi được một tiếng, chồng ơi, rồi. Tạ trì trầm giọng hỏi, như thế nào? Thì, nghiêm kính cố gắng nhớ lại lời ông mình từng nói. Cương thi đã là tà vật rồi. Nếu còn cùng quan tài với con, huyết mạch tương liên, trong quá trình thi biến sẽ tương trợ pháp lực lẫn nhau. Tạ Trì nhìn trong chọc thi thể nhỏ bé bên cạnh cương thi, như có điều suy tư, đột nhiên nói rằng, cậu chắc chắn là tương trợ lẫn nhau chứ? Vâng, nghiêm kính khẳng định chắc nịch. Tạ Trì trầm tĩnh hỏi, nếu đã tương trợ lẫn nhau, tại sao người lớn lại biến thành cương thi, nhưng đứa trẻ vẫn là thi tốt? thi thể đứa trẻ được che phủ hết sức kín kẽ chỉ để lộ ra mỗi cái đầu nhưng qua bộ phận lộ ra bên ngoài có thể xác định chắc chắn rằng không có dấu hiệu thi biến nghiêm kính kinh ngạc nói dạ đứa trẻ vẫn là thi tốt anh tạ à anh không nhìn nhầm đấy chứ cậu không kiềm chế được mà nhỏ giọng thầm thì không thể nào tương trợ lẫn nhau như vậy phải cùng biến thành cương thi từ lâu rồi nghiêm kính không rõ nhưng trong lòng tạ trì đã áng chừng được đôi chút anh suy tư mấy giây đi tới trước quan tài vô thức móc bật lửa ra châm thuốc xoẹt một tiếng anh không cầm chắc bật lửa rơi vào trong quan tài nó nảy hai cái rơi vào chỗ sâu nhất trong quan tài đùa đó à sợ đến mức tay run như vậy tố chất tâm lý không tốt thì đừng tới đây chứ nhìn mà thấy khó chịu đạo trưởng huyền thành xa sầm mặt tới lúc này rồi mà còn gây thêm phiền phức được việt tu minh không nhịn được chửi thề còn không mau lấy ra đi nhỡ bật lửa bén lên đốt mất cương thi đóng phim thất bại cậu có gánh được trách nhiệm không thật ngại quá tạ chỉ nghiêng người với lấy chiếc bật lửa trong chớp mắt thuận thế liếc mắt nhìn ống tay áo thi thể đứa trẻ đồng tử mắt tạ chỉ đột nhiên co lại trên cánh tay thi thể đứa trẻ có lông động vật, lông màu đỏ xám, hơn nữa còn mọc trên da. Tạ chỉ cầm lấy chiếc bật lửa, vờ như không có gì. Tỏ vẻ áy náy gật đầu với mọi người. Trời đựu, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Lông động vật, nhìn màu giống như lông cáo lông trồn sóc sao ấy trời ạ. À? Sao trồn sóc gốc là Hoàng Thử Lang. Trong từ điển thiêu trừ, từ điển Trần Văn Chánh đều dịch là trồn sóc, động vật họ trồn ở Việt Nam gọi là chiếc Siberi. Thi thể đứa trẻ không phải người à? Không đúng, rõ ràng đầu người mà. Má ơi, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Khoan đã, tay tốt thí này, cậu ta cố ý à? Để người ta không chú ý tới. Tạ trì đi sang bên cạnh. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng đèn. Độ thăm dò kịch bản cộng ba. Tạ trì khẽ cong môi cười. Cất điện thoại vào trong túi người thăm dò kịch bản đầu tiên là cậu ta cậu ta là ai vậy hoàn toàn không có ấn tượng gì cả có ai biết không phổ cập em với ạ à? trùng hợp rơi xuống à đúng là may mắn ghê ở bên kia đạo trưởng huyền thành sai người đẩy ván quan tài lại cao giọng nói tụ tập lại đây sau khi mọi người quay về bên người ông đạo trưởng huyền thành liếc mắt nhìn quan tài sau lưng vẻ mặt nghiêm trọng nói thi thể này đã thành cương thi rồi nếu là trước kia, vi sư sẽ nhân lúc nó chưa tình, hỏa táng nó ngay tại chỗ. Nhưng thi thể này chính là người nhà của cố chủ. Không thể làm như vậy được. Cho nên chúng ta đành phải chuẩn bị một phen. Chấn trụ trước khi nó thức tình. Rồi đưa tới chấn hoài oa. Trong sổ tay cương thi có viết. Cương thi sợ lửa. Mặc dù không sợ đao trẻ súng bắn. Nhưng có thể bị lửa thiêu đốt. Bình thường khi hạ táng thi thể có dấu hiệu thi biến đạo sĩ đều đề nghị hòa táng chứ không phải thổ táng truyền thống bởi vì trời là dương đất là âm quan tài chôn dưới đất thi thể đã có dấu hiệu thi biến quanh năm suốt tháng hấp thụ âm khí của đất rất dễ dàng bị thúc đẩy sinh trưởng thành cương thi nhưng bởi vì thời gian trong bộ phim kinh dị này là những năm cuối triều thanh mọi người vẫn còn rất kiêng rè với việc hòa táng cho nên dù lúc hạ táng thi thể đã có dấu hiệu thi biến nhưng rất ít người lựa chọn thiêu hủy thi thể tuy vất vả một lần nhưng cả đời thanh thản tuy vất vả một lần nhưng cả đời thanh thản gốc là nhất lao vĩnh giật đóng hoặc đơn phẩy chấm phẩy chấm quan tài chứa cương thi nếu không khai quật thì không sao nhưng một khi đào lên cương thi hấp thu nguyệt âm và nhân khí chẳng mấy chốc sẽ thức tình làm hại nhân gian đương nhiên không phải không thể tiêu diệt cương thi chỉ cần dùng một vài thủ đoạn đặc thù để chấn chủ. Phòng ngừa nó làm việc ác là có thể giữ lại. Việt tu minh chủ động trả lời, sư phụ. Vậy chúng con nên làm gì đây? Đạo trưởng huyền thành ái náy không thôi, do vi sư sơ sẩy. Không ngờ thi thể này lại trở thành cương thi. Chưa chuẩn bị đầy đủ. Vi sư sẽ ở lại trông chừng cương thi này. Để phòng có biến cố. Bây giờ chỉ có thể làm phiền các con đạo trưởng huyền thành lại nói vẫn còn mực các con đều mang gạo nếp theo bát cũng có thể tìm đồ thay thế bây giờ chỉ thiếu máu gà đạo trưởng huyền thành muốn chế tạo đấu mực đấu mực ở việt nam còn gọi là búng mực dụng cụ dùng để đánh dấu các đường thẳng trong nghề mộc hoặc xây dựng trong đấu mực có một sợi dây để nảy mực lên vật phẳng giải mực pha với máu gà và gạo nếp lên quan tài có tác dụng hiệu quả để ngăn cản cương thi nhảy ra khỏi quan tài. Đạo trưởng Huyền Thành đột nhiên nhìn sang tạ trì và nghiêm kính đứng gần ông nhất như vậy đi. Hai con đi bắt một con gà rừng. Tạ trì chố mắt ra. Cho rằng mình nghe nhầm. Điện thoại của nghiêm kính và tạ trì đồng thời vang lên. Tiến độ kịch bản đã thêm mới. Nhiệm vụ, diễn viên nghiêm kính và tạ trì bắt một con gà rừng trở về trong vòng một tiếng. Nếu thành công thưởng cho mỗi người 10 điểm tích lũy. Nếu thất bại, trừ mỗi người 30 điểm tích lũy để đổi lấy đạo cụ máu gà. Nghiêm kính sững sờ hai giây. Cười khổ bảo rằng, anh à, em chỉ có tổng cộng 52 điểm. Bà nãy bị ép mua mấy thứ vớ vẩn kia trừ mất 50 điểm. Bây giờ chỉ còn hai điểm thôi. Không bắt được gà là em đi đời luôn. Tạ trì, anh hơi nghi ngờ bắp may mắn lừa anh rồi. Hai người họ xui ghê loại nhiệm vụ ngẫu nhiên này vào ai người ấy xác định xui xẻo cứ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy tại sao không thiếu gì mà lại thiếu máu gà tôi đoán có liên quan tới tuyến chính trừ lục văn gia những người còn lại đều cười trên nỗi đau khổ của người ta đạo trưởng huyền thành lại nói có ai muốn đi cùng họ không mọi người đều đồng loạt lắc đầu bọn họ không muốn nhận nhiệm vụ này nhóm tốt thí thì sợ khó bắt gà rừng Việt Tu Minh và Châu Đồng thì không thiếu 10 điểm tích lũy kia. Không muốn lợi bất cập hại. Trước đó Lục Văn đã nhận lời sẽ quan tâm tới hai người, sẽ không bỏ mặc họ. Anh ta cầm cây kiếm gỗ đào lên, giọng nghiêm nghị không cho phép nhiều lời, "Đi, tôi đi cùng các cậu." Vừa dứt lời, điện thoại Lục Văn vang lên âm báo. Diễn viên Lục Văn tự nguyện tham gia nhiệm vụ, thưởng phạt giống như trên Việt Tu Minh khinh thường hừ một tiếng, anh ta còn rảnh để đi quản chuyện người khác. Hai, nhân phẩm của Lục Văn thì không có gì phải bàn cãi rồi. Chỉ là gương mặt không thì tôi đã làm fan của anh ta rồi. Có Lục Văn làm đồng đội đúng là rất đáng tin, vẫn luôn nhất quán nói là làm. Đâu giống như Châu Đồng, vắt tranh bỏ vỏ, ba người rời khỏi đám đông, đi vào rừng cây cách đó không xa nghiêm kính vừa đi vừa dầu dĩ nói, đêm hôm khuya khoắt chúng ta đi đâu tìm gà rừng đây. Gà rừng, dã kê, tiếng lóng chỉ gái gọi. Tạ trì, lục văn liếc nhìn cậu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Lời này còn có ý nghĩa khác đấy. Cảm giác bị trừ điểm cho coi. Phẩy chấm phẩy chấm, tạ trì cười nhạt bảo rằng, không tìm gà. Đợi gà tìm chúng ta. Lục văn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía anh, là sao hả? Tạ chỉ cởi túi gạo nếp bên hông xuống. Ước lượng hai cái. Chân mày nhướng lên. Lục văn hiểu ý anh. Lại lấy làm ngạc nhiên với tạ chi. Tạ chi khác với họa sĩ trong tưởng tượng của anh ta. Mặc dù ngoại hình nho nhã yếu đuối. Nhưng không có vẻ máy móc. Cũng không thiếu kỹ năng sống. Hỏi, gạo nếp trừ chị Cương thi ra. Còn làm gì được nữa? Dụ gà a à, ha 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 sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Năng lực tùy cơ ứng biến của cậu ta được đấy. Rất thú vị, tạ trì chọn một bãi cỏ bằng phẳng. Mở miệng túi ra, rắc xuống mặt đất một hàng dài. Sau đó đi sang bên cạnh. Hờ hững dựa vào thân cây chờ đợi. Áng chừng mười mấy phút sau. Một con gà rừng trống xuất hiện ở phía cuối bãi cỏ. Dè giặt nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm. Vui vẻ bắt đầu mổ lấy gạo nếp trên bãi cỏ bởi vì đôi mắt mù nên thính lực của nghiêm kính rất nhạy bén cậu kiềm chế sự hưng phấn nhỏ giọng nói anh tạ à có thật này giờ chúng ta bắt thế nào em nhớ hình như gà rừng biết bay thì phải loại chuyện nhỏ như vậy tạ trì hết sức tự giác mời bạn trai nhà mình vài giây sau tạ tinh lan vừa lên hờ hững nói tiểu trì à dạo này anh không hài lòng với việc em gọi anh là bạn trai với anh trai ám chỉ không nên quá lộ liễu. Rõ ràng hắn đang dở trò đùa bỡn. Muốn dùng một con gà. Đổi lấy một tiếng, chồng ơi. Phẩy chấm phẩy chấm, tạ trì sửng sốt ba giây mới phản ứng lại được. Bên nhau ba năm, tạ trì chưa từng bị buộc gọi từ xấu hổ như vậy. Trên gương mặt trắng mịn của tạ trì hiện lên dáng đỏ nhàn nhạt. Khẽ mắng một câu, không hề thất thố, anh mà bắt được. Thì em gọi, rõ ràng giọng nói nhỏ xíu gương mặt nóng lên nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ tạ trì à lục văn phát hiện tạ trì đang sững sờ khẽ gọi anh một tiếng thấy anh không phản ứng gì khóa mắt vào con gà kia dần siết chặt thanh kiếm gỗ đào tạ trì hoàn hồn lại tôi có cách bắt gà anh còn chưa dứt lời chỉ thấy lục văn đã ném thanh kiếm gỗ đào ra một giây sau tiếng gà gáy thảm thiết vang vọng khắp núi rừng Tạ Tinh Lan vừa ra trông thấy con gà chết thảm, nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Hoàng thử lang đấu mực thời xưa, em, chương này hơi ngắn vì chương sau nhập vip dài gấp 3. Và tháng 8220, anh này, anh ăn dấm rồi à? Và tháng 8221. Tạ Trì không kiềm chế được, bật cười thành tiếng trong đầu Tạ Tinh Lan tạ tinh lan vẫn còn đau đáu hai chữ và thăng tám nghìn chồng ơi và thăng tám nghìn mình vất vả lừa được lập tức nghĩ cách cứu vãn và thăng tám nghìn tiểu trì à chúng ta đổi con gà khác em muốn bao nhiêu con cũng được và thăng tám nghìn tạ trì chơi xấu và thăng tám nghìn không cần em muốn con gà này cơ chỉ muốn con gà này thôi, và thăng 8221. Đạo trưởng Huyền Thành muốn máu gà, bây giờ gà đã chết rồi, qua một thời gian nữa máu sẽ đông lại. Lục Văn tranh thủ thời gian, muốn đi tới lấy mang con gà chết trở về. Anh ta nghiêng đầu, phát hiện sắc mặt tạ chỉ đứng bên cạnh mình hết sức âm trầm. Ánh mắt dữ dằn nham hiểm, ánh nhìn như muốn giết chết anh ta. Rõ ràng một giây trước anh còn cười hết sức dịu dàng. Lục Văn không ngờ lại có người trở mặt nhanh như vậy. Cứ ngỡ là mình nhìn nhầm. Không dám chắc bảo rằng, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, hình như tôi bắt gà cậu có vẻ không được và thăng tám nghìn hai trăm ba mươi, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt. Tạ Tinh Lan cắt ngang lời anh ta. Trong giọng nói lộ ra vụn băng lạnh lẽo, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, tôi vui lắm, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt. Đến cả lục văn vốn không nhạy bén cũng nghe ra được giọng như nghiến răng nghiến lợi. Anh ta không khỏi nhìn trong chọc tạ trì. Lại trông thấy tạ trì nở nụ cười ôn hòa, và thăng 8.220, anh lục. Làm tốt lắm, và thăng 8.221. Anh đã vô cùng vô cùng kiềm chế. Cố gắng mím, chặt môi. Nhưng khóe môi vẫn không khỏi cong lên. Dường như gặp phải chuyện gì hết sức thú vị. Không tiện để người khác biết trộm vui vẻ một mình cậu này trở mặt nhanh thật trở mặt không chút khe hở nào sợ thật anh cười híp mắt lại đôi mắt trong trèo dường như vừa nhìn đã thấu tỏ ngọn nguồn không có chút tâm cơ nào đối xử chân thành với mọi người vô cùng cuốn hút bởi vì gương mặt mà hiếm khi lục văn được khen ngợi thẳng thừng cũng chưa từng gặp người nào có thể cười tê dạng rỡ không có chút thành kiến nào với mình nhất thời trái tim gợn sóng lặng lẽ quay mặt đi, đi về phía xác con gà trên bãi cỏ. Tạ trì và nghiêm kính cũng cùng đi về phía xác con gà. Vốn là lục văn đi trước, nhưng do dự một chút, vẫn âm thầm bước chậm lại, đợi tạ trì tới cùng. Thật thả hỏi, và thăng 8220, có chuyện gì vui lắm à, và thăng 8221. Tạ trì nghĩ tới anh trai trong mắt cũng ánh lên tia cười nhỏ vụn và thăng tám nghìn không đâu anh lục à anh làm đẹp cực kỳ và thăng tám nghìn hai chữ và thăng tám nghìn cực kỳ và thăng tám nghìn được nhấn mạnh mang theo ý trêu chọc và thăng tám nghìn chỉ giết con gà thôi mà và thăng tám nghìn lục văn lại quay mặt sang chỗ khác ở nơi tạ trì không nhìn thấy nửa gương mặt không có vảy cá thoáng đỏ lên. Lục Văn nhấc con gà kia lên, quay đầu nhìn về phía tạ trì, và thăng 8220, cậu và thăng 8230, và thăng 8221. Anh ta lại nhìn sang nghiêm kính đứng bên cạnh tạ trì. Thoáng đổi lời, có vẻ vô ý nói, và thăng 8220, nếu các cậu cảm thấy tôi có ích, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào bảo vệ hai người không thành vấn đề đâu, và thăng 8221. Nghiêm kính hơi mở to mắt lên, Lục Văn nói muốn bảo vệ anh tạ ư, có khi Lục Văn còn không đánh lại được anh tạ ấy chứ. Đương nhiên cậu cũng thông minh không nói gì, dù sao Lục Văn cũng có ý tốt. Uầy, anh chàng vũ lực thuộc hàng top như này lại lên tiếng muốn bảo vệ họ. Lời này rất có trọng lượng đấy thím nói xem vì sao Lục Văn lại đột nhiên chủ động như vậy. Tự nhiên tôi lại thấy ảnh cũng đáng yêu ra phết, dù sao trước đó cứ lầm lầm lì lì như con nhím xù lông ấy. Bởi vì huyết thống nên ngũ giác của Lục Văn có phần hơn người ta. Tôi nhớ có đúng không nhỉ, còn gánh đánh nhau nữa. Máu trâu lắm, bộ phim trước chiến nhau với Cương Thi, cứ thế gắng gượng đến rạng sáng, khiến Cương Thi gặp phải ánh mặt trời tự bị thiêu đốt ha 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 xem ra bản thân không nhất thiết phải mạnh mẽ lấy ôm đùi làm niềm vui là được rồi hình như thanh kiếm gỗ đào của lục văn là đạo cụ rơi từ bộ phim trước thì phải và thăng 8.230 tạ trì khẽ trao mày lại anh trai có kẻ bắt nạt anh bây giờ ngay cả và thăng 8.220 anh trai và thăng 8.221 với và thăng 8.220 bạn trai và thăng 8.221 cũng không thiết nghe nữa môi trên bặm lại hai chữ tạ tinh lan muốn nghe lặng lẽ xoay vần bên bờ môi tạ trí ánh mắt tạ trí cũng bắt đầu nóng lên chớp mắt không muốn suy nghĩ tiếp nữa ba người đang định quay trở về con đường rừng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng niệm chú và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi thiên linh linh địa linh linh hành thi có linh hành thi có tính và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt sau khi niệm chú xong Tiếng chuông tay lanh lảnh vang lên, cách cả rừng cây mà ba người Tạ Trì cũng có thể nghe thấy có tiếng gì đó đang nhảy trên con đường. Và thăng 8220, bộp và thăng 8221. Và thăng 8220, bộp và thăng 8221. Và thăng 8220, bộp và thăng 8221 từng tiếng từng tiếng một. Đều đặn nhịp nhàng, Tạ Trì và Lục Văn nhìn nhau. Đồng Thanh nói, và thăng 8.220, đuổi thi, và thăng 8.221. Bình thường, sau khi thi thể thi biến thành cương thi cấp thấp, đạo sĩ sẽ nhận ủy thác của gia quyến, tới nhà gia quyến chấn trụ cương thi, đuổi cương thi tới nghĩa trang riêng biệt để chôn cất, và thăng 8.220, ai ui, và thăng 8.221, dường như đạo sĩ đuổi thi ở bên kia gặp phải chuyện gì. Tiếng cương thi nhảy và chuông reo đột nhiên ngừng lại. Lục văn Châu mày lại, và thăng 8220, có tới xem hay không, và thăng 8221. Tạ trì gật đầu, ba người nhanh chóng vượt qua rừng cây. Đi tới con đường nhỏ, cuối con đường cỏ mọc rậm rạp. Đạo sĩ già tóc đã ngả sang màu hoa dâm ôm eo ngồi dưới đất. Tiền giấy trong tay rơi vương vãi. Chiếc đèn hoa sen dùng để dẫn cương thi tiến lên cũng đổ sang bên cạnh. Phía sau ông, bảy tám cương thi mặc đồ chiều thanh bắt trước ông ngồi xuống đất. Ôm eo, cảnh tượng hết sức buồn cười. Và thăng 8.220, ôi, trời ơi đau chết mắt. Ta gãy eo chứ không phải bọn mi. Bọn mi đừng học theo ta và thăng 8.230, và thăng 8 mốt Lúc đuổi thi đạo sĩ sẽ dán phù chú lên trán cương thi để chấn trụ bọn chúng. Sau đó dùng đèn hoa sen để dẫn đường. Theo tiếng chuông lanh lành, cương thi sẽ làm động tác giống đạo sĩ. Đạo sĩ đi về phía trước, bọn chúng sẽ tiến về phía trước. Đạo sĩ tránh chướng ngại vật trên đường, bọn chúng cũng tránh chướng ngại vật trên đường. Bằng phương pháp này, đạo sĩ có thể đuổi cương thi tới Nghĩa Trang. Và thăng 8.220 không xong rồi lửa sắp tắt rồi và thăng 8 mốt đạo sĩ giả nhìn chiếc đèn hoa sen rơi xuống đất thốt lên một tiếng vội lấy hộp diêm trong đạo bào ra và thăng 8.220 ôi tiêu rồi hết diêm rồi và thăng 8.221 trong chiếc đèn hoa sen dẫn đường ánh lửa yếu ớt gần như sắp tắt ngúm Nếu đèn hoa sen tắt rồi Cương thi sẽ không nhảy về phía trước theo chỉ đạo của đạo sĩ mà sẽ nhảy lung tung ra tứ phía. Khi ấy muốn tập hợp cương thi lại sẽ rất phiền phức. Tạ trì cảm thấy sự xuất hiện của đạo sĩ già này quá trùng hợp. Hơi tận lực, dường như là phim kinh dị sắp xếp. Suy nghĩ mấy giây, anh mỉm cười đi tới. Đạo sĩ già chợt nghe thấy có người tới gần. Ngồi dưới đất đề phòng ngẩng đầu lên. Trông thấy có người mặc đạo bào đi tới khí thế bừng bừng hùng hùng hổ hổ quát to, và thăng 8220, cậu đừng hòng cướp thi của tôi. Tôi làm được, và thăng 8221. Cùng nghề cướp việc, không thể được, tạ trì, và thăng 8220, và thăng 8230, và thăng 8230, và thăng 8230, và thăng 8221. Tạ trì ngồi xuống, lấy chiếc bật lửa trong túi áo ra giúp ông châm lại đèn hoa sen. Đạo sĩ già liền cười kha kha, gương mặt hiền từ và thăng 8220 tiểu huynh đệ. Món đồ này của cậu hay thật đấy. Cho tôi mượn chơi được không? Và thăng 8221. Tạ trì sửng sốt một chút. Nghĩ đây cũng không phải thứ đáng tiền gì. Bèn đưa chiếc bật lửa cho ông ấy. Độ thiện cảm của NPC đạo trưởng liên khê cộng 10. Tạ trì ngạc nhiên có thể tăng thiện cảm với npc vậy phỏng đoán trước đó của anh đúng rồi nghiêm kính và lục văn cũng theo sau loại cương thi cấp thấp đã được khống chế này cũng không quá nguy hiểm ba người đều thả lỏng tinh thần đạo sĩ già biết họ không tới để dành công việc lập tức thả lỏng mình ông thấy thân thể lục văn cường tráng đang định nhờ cậu ta đuổi thi giúp mình một đoạn đường nhưng lời tới bên miệng đột nhiên thần xui quỷ khiến thế nào mà lại quay đầu nhìn về phía chàng trai yếu ớt nho nhã đứng gần mình nhất và thăng 8.220 tiểu huynh đệ. Cậu đuổi thi giúp tôi một đoạn đường đi, và thăng 8221. Đạo sĩ già nói xong cũng tự gãi đầu một cái. Rõ ràng ông muốn nhờ cậu chàng to xác có vảy cá trên mặt kia. Nhưng sao lúc nói ra lại đổi sang người khác? Tạ trì cũng hơi trao mày lại. Sao lại chọn anh chứ? phẩy chấm phẩy chấm, không đợi tạ chi nhận lời. Áp đã vang thông báo. Tiến độ kịch bản của bạn đã thêm mới. Diễn viên tạ chi giúp NPC đạo trưởng Liên Khê đuổi thi một đoạn đường. Quá trình đuổi thi nhanh gấp không, năm lần. Không nói tới hoàn thành sẽ được phần thưởng. Cũng không nói sẽ trừ điểm nếu không hoàn thành. Hiển nhiên có thể giúp hoặc không. Tùy vào lựa chọn của diễn viên. Tạ chi dường như có cảm giác. Nói rằng, và thăng 8.220, được, và thăng 8 mốt. Lục văn dơ con gà trong tay về phía tạ trí. Bảo rằng, và thăng 8.220, vậy tôi với nghiêm kính quay về trước. Nếu chậm thì máu gà đông lại mất, và thăng 8 mốt. Tạ trì gật đầu, đỡ đạo trưởng liên khê dậy. Còn anh cầm lấy chiếc đèn hoa sen kia, bắt đầu đuổi thi giúp ông. Cũng may mà phim kinh dị không yêu cầu hà khác, anh không cần nhảy để đuổi thi, anh chỉ cần đi về phía trước, cương thi sẽ tự động nhảy theo sau anh. Đạo trưởng Liên Khê vung tiền giấy đi phía trước, không im lặng được, cất tiếng hỏi anh, và thăng 8.220 tiểu huynh đệ. Hai người ban nãy là sư huynh sư đệ đồng môn của cậu à? Sao bọn họ lại muốn dùng gà rừng, và thăng 8.221? tạ chỉ nói và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi sư phụ cháu được thuê di rời quan tài giúp người ta ai ngờ đào quan tài lên thi thể bên trong đã biến thành cương thi cho nên sư phụ muốn bọn cháu tìm gà rừng giết lấy máu và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt đạo trưởng liên khê lập tức hiểu ý lại hỏi và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi vậy cậu thuộc sư tông nào và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tạ trì và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi đạo trưởng huyền thành ạ à, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt đạo trưởng liên khê vỗ đùi vui vẻ ra mặt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi huyền thành là biểu sư đệ của ta đấy thế cậu phải gọi ta một tiếng sư bá rồi nếu không phải ta bận đuổi bầy cương thi này tới nghĩa trang dưới chân núi đã theo các cậu đi gặp sư đệ một chút rồi và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tạ trì cũng không thể ngờ lại tiến triển một cách thần kỳ như vậy. Đạo trưởng Liên Khê lập tức nói như bắn liên thanh, và thăng 8220, chỗ miên sơn này linh lực hội tụ. Là vùng đất phong thủy chủ phú để an táng mộ phần. Dưới đất đều là quan tài. Mấy cậu tới đâu vận chuyển vậy, và thăng 8221. Tạ trì nói qua loa địa danh. Sắc mặt đạo trưởng Liên Khê lập tức trở nên khó coi. Ông xác nhận lại, và thăng 8220, cậu nói là chỗ hố đất ở bên kia chân núi hả, và thăng 8221. Tạ chỉ ý thức được có điểm bất thường, và thăng 8220, sư bá. Trước đó sư bá nói, khắp miên sơn đều là quan tài. Sao lại biết chỗ hố đất đó, và thăng 8221. Trên gương mặt đạo trưởng Liên Khê không còn vẻ nhẹ nhõm ung dung trước đó nữa. Ông giải thích và thăng 8220, lúc ta cản thi vừa khéo đi qua nơi đó. Nơi đó cậu đừng nghĩ là vùng đất phong thủy chủ phú. Thực ra giấu diếm huyền cơ. Cái thứ phong thủy này, tệ một chút là tệ rất nhiều. Cậu đứng ở hố đất ấy nhìn lên. Có phải trông thấy ba ngọn núi nối tiếp nhau? Núi sau cao hơn núi trước không? Và thăng 8221. Tạ trì cũng không rõ về phong thủy. Anh ngẫm lại có vẻ là như vậy. Bèn đáp, và thăng 8.220, vâng, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, cái này gọi là và thăng 8.220, tam đại án và thăng 8.221. Trồn quan tài trước và thăng 8.220, tam đại án và thăng 8.221. Đảm bảo gia đình sau này và thăng 8.220, công khanh tướng tướng. Phú Thương Cự Giả và Thăng 8221. Lại thêm miên sơn linh lực hội tụ, vốn tốt không thể tốt hơn. Nhưng cậu nhìn sang phía đông, và thăng 8221 đạo trưởng Liên Khê chỉ tay về rừng cây phía đông mà họ đi tới. Công khanh tướng tướng, chỉ học, làm lên chức vụ cao, phú thương cự giả, chỉ làm một thương nhân lớn. Và thăng 8220, mặt trời mọc đằng đông. Dương khí nghiêng đổ. Không thể tốt hơn, nhưng nơi này rừng cây rậm rạp, che kín ánh dương, tệ ở điểm ấy, nên vấn đề mới lớn. Bây giờ mảnh đất và thăng 8.220, tam đại án và thăng 8 mốt kia coi như hỏng rồi và thăng 8.230 và thăng 8 mốt Đạo trưởng Liên Khê dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm trọng và thăng 8.220 lại thành và thăng 8.220 tứ âm chi địa. Phá bại chi cục và thăng 8.221. Tứ âm chi địa tứ ở đây chỉ thiên. Địa, nhân, thời, tứ âm chi địa chỉ nơi không thấy được ánh nắng. Phá bại chi cục cục diện đổ nát, tan hoang, bàn tay đạo trưởng liên khê không ngừng đập xuống lòng bàn tay còn lại sốt ruột nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi lúc trước ta nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi tam đại án và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt có vương khí tướng khí giúp công khanh tướng tướng lại có tài vận giúp và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi phú thương cự giả và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt đều hội tụ vào quan tài chôn dưới đây nhưng bây giờ chỉ còn động lại âm khí mà thôi và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng 8220, đào được cương thi ở đó và thăng 8230, và thăng 8221, ngay cả đạo trưởng Liên Khê cũng rụt cổ lại. Nói không hay rồi, và thăng 8220, ôi, sao sư đệ của ta lại đi nhận nhiệm vụ như vậy? Sư đệ không tinh thông phong thủy. Khó trách không nhìn ra, và thăng 8221, đạo trưởng liên khê nắm chặt tay tạ trí. Thấm thía nhắc nhở. Và thăng 8.220 ta bận làm việc phó thác đuổi thi Tiểu huynh đệ cậu lát nữa trở về Nhất định phải nhắc nhở sư đệ ta Trong quá trình vận chuyển nhất định phải cẩn thận Không thể để sơ suất Một khi cương thi ra khỏi quan tài Chỉ có con đường chết Nếu làm hại bách tính Chúng ta có chết muôn lần cũng không chuộc được tội Và thăng 8.221 Thêm nghiêm kính trước đó đây là lần thứ hai tạ Chi được nhắc nhở thi thể kia tạ ác bao nhiêu. Tạ Chi nhận lời, đột nhiên ý thức được gì đó. Sắc mặt xa sầm xuống. Anh thử dò xét hỏi, và thăng 8.220, tại sao rừng cây kia lại ngăn cản ánh sáng ở đó chứ, và thăng 8 mốt Đạo trưởng liên khê thở dài não nề, và thăng 8.220, ta cũng không biết nữa. Mấy năm trước đuổi thi tới đây còn chưa có. Mấy năm trở lại đây đột nhiên xuất hiện một cánh rừng lớn. Có lẽ có người không am hiểu phong thủy nên trồng đại. Người kia cũng biết tìm thật đấy. Miền sơn lớn như vậy. Thế mà lại đưa tới đây. Lúc ấy ta không nghĩ có người lại đào chôn quan tài ở đấy. Cũng không để trong lòng. Nhưng lần này làm khó sư đệ của ta rồi. Và thăng 8221. Tạ trì có được đáp án mình cần. Khẽ cong môi cười. Dừng cây khả năng lớn là có người cố ý trồng ở đấy. Tứ âm chi đĩa, phá bại chi cục, có người cố ý tạo thành. Mục đích rõ rành rành tăng tốc độ thi biến của thi thể kia. Tăng cường pháp lực của cương thi. Liên hệ với chuyện lần này họ được ủy thác rời mổ. Tất thảy giống như khó bề phân biệt. Màn hình điện thoại tạ trì sáng lên. Tiến độ kịch bản cộng 5. Trời má, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Tay tốt thí này lại tăng tiến độ kịch bản mới cách lần trước chừng nửa tiếng thôi mà nhỉ. Vãi thật, tiến độ châu đồng nhà tôi vẫn còn là không đấy. Sao anh dai này đã được 8% rồi? Ngựa tung vó mù à? Vận may quỷ gì đây? Tôi còn tưởng cậu ta xui xẻo nên mới bị sai đi bắt gà rừng chứ. Bây giờ nhìn lại, nếu cậu ta không tới đây bắt gà, thì đã không gặp được đạo trưởng Liên Khê. Đây rõ ràng là vận may ập tới mà. Sao chuyện tốt gì cũng tới lượt cậu ta thế nhỉ? Ba người gặp đạo trưởng Liên Khê. Nhưng đạo trưởng Liên Khê lại chọn cậu ta đuổi thi giúp. Mọi người cũng đừng đổ hết cho vận may. Tôi thấy cậu ta cũng có chút bản lãnh đấy. Nếu cậu ta không hỏi. Thì sao có thể tăng tiến độ kịch bản chứ? Mọi người đừng có hạ thấp người ta. Anh ta đến đạo cụ còn không có. Không phải tốt thí thật à? Vươn móng muốn theo dõi và thăng 8.230 gần nửa tiếng sau tạ chi nhận được thông báo tăng điểm tích lũy chắc hẳn nghiêm kính và lục văn đã thuận lợi mang gà rừng về cho đạo trưởng huyền thành lúc này đã tới cuối con đường đạo trưởng liên khê ôm eo hài lòng nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi tiểu huynh để đưa đèn hoa sen cho ta còn lại để ta đuổi cậu mau đi về đi nhất định sư phụ rất lo lắng cho cậu và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt Tạ Trì đưa đèn hoa sen cho đạo trưởng Liên Khê, đang muốn chào tạm biệt đạo trưởng Liên Khê. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Diễn viên Tạ Trì giúp đạo trưởng Liên Khê đuổi thi. Độ thiện cảm của NPC Liên Khê được 50, kiểm tra đạt tới điểm thiện cảm tiêu chuẩn. Phát động tình tiết nhỏ. Tình tiết nhỏ. Tạ Trì thoáng giật mình. Đạo trưởng Liên Khê không hề vội vã đi luôn, ngược lại xoay người đi khập khiễng. Với lấy chiếc túi nhỏ đeo trên cổ một con cương thi. Ông ném chiếc túi xuống đất và thăng 8.220, xoẹt và thăng 8.221 một cái. Khuyệu một chân xuống, mở túi ra tìm kiếm, và thăng 8.220 tiểu huynh để. Ta quý cậu lắm, ta nhìn cậu trang phục đơn sơ, kiếm gỗ đào thấp kém. Như vậy không được, ta đưa bảo bối cho cậu dùng nhé, và thăng 8.221. Đạo trưởng Liên khê cười khà khà, như ném phế liệu mà quăng một chiếc bát quái cho tạ trì. Tạ trì vừa nhận lấy. Điện thoại đổ chuông, diễn viên tạ trì nhận được một chiếc bát quái được chế tác tỉ mỉ. Chú thích đạo cụ dành riêng cho phim và thăng 8.220, người yêu cương thi và thăng 8 Chỉ có thể sử dụng trong phim, không thể mang ra phim khác. Bạn có muốn khóa đạo cụ lại? Chú thích sau khi khóa lại. Đạo cụ sẽ không bị cướp đi. Tạ trì thoáng trao mày lại. Đến giờ phút này anh cũng đã hiểu ra. Bắt đầu từ việc ngẫu nhiên bị điểm danh tới đây. Cho đến bây giờ nhận được bát quái. Vẫn luôn là nhờ bắp may mắn của anh ngấm ngầm phát huy công dụng. Tạ trì ấn xác nhận. Khóa chiếc bát quái được chế tạo tỉ mỉ lại. Chiếc bát quái tinh xảo trong tay anh hình bát giác viền cạnh màu vàng. Hút nhiệt hẳn là vật liệu đồng thau. Ở giữa là một chiếc gương tròn. Bên cạnh gương có viền hình cánh sen. Để toàn thể chiếc gương và viền ngoài trông như một đóa hoa sen. Đạo trưởng Liên Khê rất quan tâm giải thích và thăng 8220, chiếc gương này có thể soi ra chân dung của yêu ma quỷ quái. Nhưng cũng sẽ chọc giận bọn chúng. Cho nên hãy cẩn thận khi dùng. Viền kính hoa sen này có thể cảm ứng được cương thi chiếc bát quái này do ta chế tác tỉ mỉ, nếu trong phạm vi một dặm xuất hiện cương thi không được chấn trụ, cánh sen sẽ tự động thu vào phía sau mặt gương, tuyệt đối không sai, nếu như cậu thấy thông báo, nhất định phải cẩn thận và thăng 8221. Tạ trì khẽ và thăng 8220, ồ và thăng 8221 một tiếng. Nhận lấy hơi gật đầu về phía đạo trưởng Liên Khê và thăng 8220, đa tạ sư bá và thăng 8221. Trời má, tôi vừa nói anh ta chưa có đạo cụ mà, có luôn một cái này. Cái này liệu có ngang sức với kiếm gỗ đào tinh chế của Lục Văn không? Thế thì không đâu, của Lục Văn người ta là vĩnh viễn, còn cậu ta là dùng một lần. Em nói các bác nghe một chuyện còn đáng sợ hơn. Các bác không phát hiện ra Máy quay vẫn quay về phía bên này à? Và thăng 8.220, cậu mau quay về đi. Nhớ kỹ lời ta dặn dò, Nhớ nói cho sư đệ ta biết. Cần phải chú ý cẩn thận. Và thăng 8.221, vẻ mặt đạo trưởng liên khê nghiêm túc. Và thăng 8.220, nếu trên đường vận chuyển chiếc quan tài gặp sơ suất. Đều sẽ lấy mạng người đấy. Phải rồi, lúc quay về cậu cũng phải chú ý có đại quỷ linh lực mạnh mẽ, càng đừng nói tới mấy con quỷ tinh quái, thực sự nhiều vô số kể. Hôm qua ta còn gặp nữ quỷ quyến rũ người ta đấy và thăng 8.221. Tạ chỉ nói và thăng 8.220 đã biết rồi và thăng 8.221. đang định đi, lại bị đạo trưởng liên khê níu lấy tay đạo báo. Tạ trì thắc mắc hỏi, và thăng 8.220, sư bá còn điều gì phân phó hà, và thăng 8 Xung quanh nơi đây ít cây cối chắn ánh trăng. Nương ánh trăng sáng tỏ. Đạo trưởng Liên Khê trông thấy rõ gương mặt tạ trì. Ông nhìn trong chọc gương mặt tạ trì từ trên xuống một lượt. Ngoài tỏ vẻ kinh ngạc ra còn có vẻ kỳ quái. Giống như trông, thấy chuyện gì vô cùng hiếm có và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi sao vậy và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tạ trì không rõ cho lắm đạo trưởng liên khê nhích tới gần cười đến mức những nếp nhăn xô lại với nhau và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi cậu là một thể song và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tạ chỉ biến sắc vội vã che miệng đạo trưởng liên khê thấp giọng nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi đừng và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt Xong cái gì vậy, tôi cũng không nghe thấy rõ. Đạo trưởng Liên Khê đầy tay anh ra, cười bảo, và thăng 8.220 còn không cho ta nói. Sư bá ta đây cũng không tự chuốc lấy nhục, chỉ là tướng mạo cậu. Duyên phận với người thân rất mỏng manh, hồi bé nhiều hơn cả là đau khổ. Thông minh từ nhỏ lại còn đa trí, vô tình lại trường tình. Mệnh rất bình thường, thậm chí có thể nói là tệ bởi vì và thăng 8.220 hắn và thăng 8.221 nên mới hoàn toàn đổi mệnh tiệt sử phùng sinh từ đó trở đi vẫn luôn tỏa sáng và thăng 8.221 trường tình ý chỉ tình cảm sâu lắng bền bỉ lâu dài và kiên trì với một người hoặc một vật tiệt sử phùng sinh trong chỗ chết lại tìm được đường sống tạ chỉ lấy làm ngạc nhiên đến khi hoàn hồn lại khẽ cười một tiếng bảo rằng, và thăng 8220, sư bá à. Cháu không tin vào số mệnh, và thăng 8221. Trong mắt đạo trưởng Liên Khê tỏ vẻ không đồng tình, và thăng 8220, có nhiều thứ vốn do ý trời. Chứ không phải do người quyết, và thăng 8221. Tạ chi mỉm cười, cũng không trả lời, pet một không sẽ không ngã bệnh. Bệnh tinh thần, đương nhiên cũng là bệnh sự sinh ra của anh trai vốn do nghịch mệnh mà thành, có thể nói trước giờ anh chưa từng bị bệnh, nhưng cũng có thể nói 12 năm qua anh vẫn luôn mang bệnh. Đây là sự chống lại gen của anh, là chiến thắng của anh, cho nên Tạ Trì không tin vào chuyện số mệnh. Đương nhiên anh cũng không phủ nhận đạo trưởng Liên Khê nói đúng một phần lớn. Thật sự nhờ anh trai nên anh mới tìm được đường sống từ trong chỗ chết, từ đó thấy được ánh sáng. Vẻ mặt đạo trưởng Liên Khê có phần khó nói, và thăng 8.220, có câu này nói ra sợ cậu đau lòng. Cậu có muốn nghe không và thăng 8.230, và thăng 8 Và thăng 8.220, sư bá nói đi, và thăng 8 mốt tạ chỉ vốn không tin những chuyện này. Tâm lý rất bình thản. Đạo trưởng Liên Khê trả sát đôi bàn tay. Thở dài nói, và thăng 8.220, cậu nhớ phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Ta nói chưa chắc đã đúng, đừng để trong lòng, nói không chừng do ta và thăng 8.220, đạo sơ học cạn và thăng 8 mốt và thăng 8.230, và thăng 8 mốt Đạo trưởng Liên Khê làm nền lâu như vậy khiến trong lòng tạ trì cũng không chắc chắn, và thăng 8220, xin sư bá cứ nói thẳng, và thăng 8221. Đạo trưởng Liên Khê do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói, và thăng 8220, sau này. Cậu không có chút duyên phận dòng dõi nào và thăng 8230, và thăng 8221. Tạ trì giật mình hai giây, vui vẻ bật cười thành tiếng anh còn tưởng chuyện gì to tát, chuyện dòng dõi hết sức trọng đại, lại liên quan tới tôn nghiêm, không người đàn ông nào không để ý. Đạo trưởng liên khê, sợ anh rơi vào sầu muộn, vội vàng giải thích và thăng 8220, nhất định không có thân sinh rồi. Nhưng nuôi thì chưa chắc và thăng 8221. Tạ chỉ nở nụ cười sâu xa và thăng 8220, sư bá. Câu không có con kia của sư bá. Là câu sư bá nói đúng nhất, cũng là câu cháu muốn tin nhất, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi Đạo trưởng Liên Khê không hiểu nổi, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, có ý gì vậy, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi Tạ chi cười cười, cũng không định giải thích, gật đầu với đạo trưởng Liên Khê, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, sư bá à. Cháu về trước, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi và thăng 8220, ôi, cái thằng nhóc này bị sao vậy? Nói nửa chừng lại bỏ đi, và thăng 8221, đạo trưởng liên khê lầm bẩm sau lưng. Tạ trì khẽ cong khóe môi lên, cũng không quay đầu lại, không có con ruột, đương nhiên là nói, anh và anh trai chỉ có nhau. Suốt một đời, tôi vừa nghe cái gì vậy? Ôi cái đầu của tôi, đến nơi này rồi còn tiền đồ sán lạn nữa. Đùa nhau à? Nói không chừng phim này đã toang. Ông này đúng là lừa đảo rồi. Sắp ra khỏi rừng cây. Tạ tình lan trước đó bị tạ chỉ làm cho nghẹn trở về đột nhiên lên tiếng và thăng 8220 tạ chỉ à. Đừng nghe lão già kia nói mỏ và thăng 8221. Và thăng 8220 hửm và thăng 8221 tạ chỉ thoáng giật mình. Và thăng 8.220, em cảm thấy ông ta nói đúng mà, và thăng 8.221. Tạ tinh làn không đồng tình, và thăng 8.220, sao lại không có con, và thăng 8.221. Ánh mắt trong veo của tạ trì hiếm khi hơi mờ mịt. Tạ tinh làn khẽ cười một tiếng, và thăng 8.220, anh có cả trăm triệu đứa con. Sau này ngày nào cũng dắt chúng nó đi thăm em em không cô đơn đâu, và thăng 8221. Tạ chỉ giật mình mấy giây, một người bình tĩnh như anh, gương mặt cũng nóng bừng lên. Khẽ mắng một tiếng và thăng 8220, lưu manh và thăng 8221. Anh dảo bước nhanh hơn, trong đầu vang lên tiếng cười ha hả của tạ tinh lan. Tạ tinh lan khẽ thở dài không thể nghe thấy. Tạ tinh lan muốn nhìn dáng vẻ tạ chỉ đỏ mặt vì mình. May mà hắn tạm thời không nhìn thấy, người khác cũng không có cơ hội, chỉ khi ở trước mặt hắn, Tạ Trì mới được ngại ngùng và thăng 8230. Bởi vì quá trình đuổi thi nhanh gấp không năm lần. Lúc Tạ Trì quay trở lại đoàn đội chính, đạo trưởng Huyền Thành đang chế tạo đấu mực. Đạo trưởng Huyền Thành nhận lấy bát máu gà nhỏ mà nữ diễn viên đưa tới. Sau đó lấy mấy hạt gạo nếp trong túi ra, đốt trên lửa rồi bỏ gạo nếp bị đốt cháy đen vào trong bát sau đó rót mực vào trong bát khuấy lên bát quái của đạo trưởng huyền thành khác với của tạ chi ở viền chiếc bát quái của đạo trưởng huyền thành có một cái rãnh đổ hỗn hợp máu gà gạo nếp và mực vào trong rãnh đợi mực lấp đầy tám cạnh lại đổ mực ra rót vào trong chiếc đấu mực đã được chuẩn bị kỹ càng đấu mực như vậy coi như thành công Lục Văn và Việt Tu Minh bị sai này mực lên quan tài. Không bao lâu sau, thân quan tài như bị vẽ lưới cá lên. Đạo trưởng Huyền Thành khẽ thở phào, lau giọt mồ hôi trên trán, nói với mọi người và thăng 8.220 lần này nhất định không có vấn đề gì. Chỉ cần phải thường xuyên chú ý thời tiết, đề phòng trời đột nhiên đổ mưa, rồi mất chỉ mực là được rồi và thăng 8.221. Tạ chỉ đợi đạo trưởng Huyền Thành có thời gian dành. Chuyển những lời đạo trưởng Liên Khê nói trước đó. Đạo trưởng Huyền Thành ngẩng đầu nhìn vào rừng cây đối diện đỉnh núi. Vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu với anh. Nghiêm kính đi tới. Nhỏ giọng nói với tạ trì và thăng 8220, anh à. Bà nãy em còn tưởng. Trong quá trình bắn chỉ mực cương thi đột nhiên tỉnh dậy. Ai dè thuận lợi như vậy là sao mà Đấu mực thực sự có tác dụng chỉ cần trên quan tài vẫn còn chỉ mực cương thi mạnh hơn cũng không thể ra khỏi quan tài thế cứ như vậy là sao mà và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt vẻ mặt nghiêm kính không thể tin cương thi dễ dàng bị họ phong bế như vậy ư tạ chi trầm mặc không nói nghiêm kính lại nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi hay là như lời đạo trưởng huyền thành nói đột nhiên đổ mưa gì đó sau đó chỉ mực bị tan ra Cường thi xuất hiện, và thăng 8.221. Tạ Trì bình tĩnh nói, và thăng 8.220, cứ xem thế nào. Tuyến chính muốn tiến hành. Nó sẽ tự có cách đặc biệt, và thăng 8.221. Đạo trưởng Huyền Thành nói, và thăng 8.220, mọi người nghỉ ngơi một canh giờ. Thời gian cố chủ cho chúng ta không nhiều. Chúng ta phải đi cả ngày lẫn đêm. Mới có thể đưa quan tài trở về đúng giờ Và thăng 8.221 Trong lúc nghỉ ngơi Đạo trưởng Huyền Thành phát lương khô cho mấy người Tạ chỉ đang nói chuyện với nghiêm kính Chợt nghe và thăng 8.220 và thăng 8 mốt một tiếng Là tiếng có người đánh rơi lương khô xuống đất Và thăng 8.220 Thật ngại quá thật ngại quá Bà nãy thất thần không cầm chắc có thể cho con thêm một phần nữa không ạ? À? Và thăng 8221. Tạ chỉ nhìn về phía bên kia. Người lên tiếng chính là nữ diễn viên trước đó cầm bát máu gà giúp đạo trưởng Huyền Thành. Cô hơn 20, ngũ quan rõ ràng bình thường. Nhưng gương mặt chăn trở lại toát lên mấy phần diễm sắc. Khiến người ta không nhịn được mà nhìn nhiều hơn. Dường như nữ diễn viên nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Quẫn bách cúi gầm đầu xuống vô thức kéo tay đạo báo. Đạo trưởng huyền thành vô cùng khoan dung với nữ đệ tử. Lại đưa thêm một miếng lương khô. Tạ trì hờ hững nhìn về phía nữ diễn viên kia. Khẽ trao mày lại đến mức gần như không thể nhìn ra. Lúc nữ diễn viên nhận lấy lương khô. Tay trái mất khống chế hơi run lên. Cô chú ý tới ánh mắt chăm chú như có như không của tạ trì. Vội ngước mắt nhìn anh sau đó lại làm như không có việc gì mà buông tay trái xuống. Tay phải cầm lương khô, không nói gì lặng lẽ ăn. Tất cả xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không chú ý nhiều. Châu Đồng vừa khéo đứng bên tay trái nữ diễn viên này. Trông thấy rõ ràng nhất, ánh mắt lóe lên tia nhìn dị thương. Cô gái này có vấn đề, tạ chỉ làm như không thấy gì cả. Cùng nghiêm kính đi sang bên cạnh bất đắc dĩ gặm món lương khô khó ăn lục văn được đạo trưởng huyền thành phân phó đi rửa sạch bát đựng mực ban nãy anh ta vô thức tìm kiếm bóng dáng gầy yếu trong đám đông sau khi trông thấy trần trừ mấy giây bưng bát đi tới lục văn hỏi chuyện tạ chi trước đó tạ chi mỉm cười nói mấy câu đơn giản cuối cùng chia sẻ với lục văn manh mối mà anh đã biết trong mắt lục văn ánh lên tia nhìn ngạc nhiên ánh mắt không tự chủ sáng lên, và thăng 8220, cậu thế mà có thể thăm dò được nhiều như vậy, và thăng 8221. Và thăng 8220, may mắn, và thăng 8221, tạ chỉ nói tóm lược. Không nhiều lời, Lục Văn đưa mắt nhìn anh. Dưới bóng đêm, chàng trai phản chiếu ánh sáng. Gương mặt nhã nhặn tuấn tú. Chiếc cằm thon nhỏ không có vẻ thanh cao sắc sảo không dính tới khói lửa nhân gian ngược lại ôn nhuận như ngọc thạch đã được chui rèn vừa khiêm tốn lại vừa gần gũi bình dị lục văn từng đóng mấy bộ phim thấy quá nhiều diễn viên độc địa hám lợi không từ thủ đoạn không ngờ lại có người cởi mở chân thành không có chút tâm cơ nào như vậy tạ chi thật đặc biệt thật thiện lương tạ chi còn thông minh ngoài ý muốn anh vừa khéo có thể bảo vệ cậu ấy Lục Văn nghĩ như vậy. Khóe miệng cong lên với biên độ rất nhỏ. Cũng chỉ có tạ chỉ mới không hề phản cảm với gương mặt của anh. Và thăng 8220, anh Lục à, và thăng 8221, nghiêm kính cảm thấy anh ta được người ra. Gọi một tiếng, tạ chỉ cũng tò mò đưa mắt dò xét anh ta. Lục Văn hoàn hồn lại. Lúng túng quay mặt sang chỗ khác giờ chiếc bát trong tay về phía hai người, và thăng 8220, tôi đi tìm nguồn nước rửa cái đã, và thăng 8221. Vóc người nghiêm kính thấp, đứng bên cạnh lục văn, cái mũi vừa vặn dán vào chiếc bát, vô thức hít hà, hàng may thưa thớt đột nhiên trau lại, thầm bảo trong lòng mùi con gà rừng này không đủ tanh. Trong bát không có mùi tanh nồng của gà, chỉ có mùi nhàn nhạt, nghiêm kính theo ông mình từng nhìn ông chế tạo đấu mực rất nhiều lần, cũng từng giúp ông này dây mực, mùi mực kia đều rất tanh tưởi. So ra, mùi máu trong này nhạt hơn một chút, thực ra khác biệt không quá lớn, người bình thường không ngửi thấy rõ ràng, bởi vì người nhiều rồi nên nghiêm kính mới chê mùi nhạt. Cậu nghĩ có lẽ do máu gà rừng nên mùi máu mới nhạt. Cũng không để trong lòng. Lục Văn rửa bát xong quay trở về. Cả đoàn người chính thức lên đường tổng cộng 9 đệ tử nhập môn, mỗi góc quan tài có hai người phụ trách, thay phiên nhau nâng, lại thêm một người phụ trách đỡ đằng trước. Đạo trưởng Huyền Thành đi trước dẫn đường, tạ trì bị phân cùng Châu Đồng, Châu Đồng nhấc trước, tạ trì để ý thấy Châu, Đồng vẫn luôn như có như không mà dình coi nữ diễn viên đi trước. Nữ diễn viên kia tên Chu Mạn, chính là người run tay lúc phát lương khô, đến lượt tạ trì thay ca nhấc quan tài. Tạ chỉ đang định đổi với châu đồng. Tạ tinh lan chủ động nói, và thăng 8220, tạ Trì à. Anh thay em, đến nơi thì gọi em, và thăng 8221. Giọng nói mang theo chút dụ dỗ. Tạ trì vừa nghĩ liền biết hắn vẫn còn đau đáu hai chữ và thăng 8220, chồng ơi và thăng 8221 chưa thành. Thế nhưng có vẻ lần này bạn trai đã học được cách và thăng 8.220 tiền trảm hậu tấu và thăng 8221. Xem chừng định nhất trước. Sau đó ép anh gọi. Tạ trì nhịn cười. Đang định phối hợp với hắn một lần. Vừa ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên phát hiện Lục Văn đã giúp anh nâng một góc quan tài.

dường như đã rơi vào và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi tự kỷ và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tạ trì giờ khóc giờ cười muốn khuyên nhủ lục văn lục văn không đồng ý lắc đầu giọng điệu không cho phép đôi co và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi vai cậu không gánh nổi tay lại không thể nâng bớt chút sức lực nghỉ ngơi đi không cần phải lo cho tôi tôi không sao đâu và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt Tạ trì không nhịn được bật cười, và thăng 8220, anh Lục à. Tôi không yếu đuối như vậy. Nâng quan tài không thành vấn đề. Anh không cần phải đối xử với tôi như vậy. Như vậy quá và thăng 8221. Lục Văn Trân Thành nói, và thăng 8220, cậu không cần phải cố chịu đựng. Cậu và tôi cùng một thế giới. Quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm không sao thật mà và thăng 8.221 tạ trì và thăng 8.220 và thăng 8.230 và thăng 8.230 và thăng 8.230 và thăng 8.221 tại sao lục văn lại hiểu lầm anh nhiều tới vậy ôi lục văn thương người ta quá đồng đội còn có thể quan tâm như vậy nếu có người yêu chắc chiều lên trời mất mọi người không phát hiện ra anh ta chỉ tốt bụng với anh chàng này thôi à? Cùng là đồng đội với nhau, vậy mà cậu nhóc mù kia bị gạt sang một bên. Cái thế giới chỉ biết nhìn vào ngoại hình này. Tôi quyết định sẽ theo dõi Lục Văn. Lục Văn nói chuyện nghiêm túc nhất quán, luôn vo tròn lấp kín lối thoát của anh. Tạ trì hết cách, đành phải theo ý anh ta và thăng 8.220 thế cảm ơn anh Lục và thăng 8.221 lục văn và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi tiện tay thôi mà và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt ánh mắt Châu đồng nhìn hai người có vẻ kỳ quái tạ trì theo sau đoàn đội trầm mặc một lúc cố gắng mím chặt môi và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi anh à có phải anh và thăng tám nghìn hai trăm ba mươi và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt hai chữ và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi ăn dấm và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị tạ tinh lan kiên quyết phủ nhận và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi không đâu và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tạ trì và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi ồ và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt một tiếng thật dài đế vương bóng đêm sĩ diện mà tạ trì giải thích rằng và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi ai ngà anh ta chỉ có ý tốt, có lẽ là thấy em yếu ớt, lại ở cùng một chỗ, muốn chăm sóc một chút, chính anh ta cũng, nói như vậy mà, anh ta đối xử rất tốt với em, là một đồng đội đáng tin cậy và thăng 8221. Và thăng 8220, mặc dù em cũng không cần anh ta giúp đỡ, và thăng 8221 tạ trì khẽ cười một chút. Giữa chân mày toát lên vẻ hờ hững. Tạ chỉ nhỏ giọng nói, và thăng 8.220, anh à. Anh còn nhiều cơ hội thể hiện năng lực bạn trai. Có những chuyện, chỉ anh mới làm được, và thăng 8.221. Vẫn phải dỗ dành bạn trai mới được. Tạ Tinh Lan không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào cả. Tiểu trì của hắn chỉ nên toàn tâm toàn ý yêu thương hắn. Tiểu trì quá thông minh, cơ hội cần đến hắn đã ít ỏi thì chớ lại còn bị lục văn đáng ghét đoạt lấy. Không thể tha thứ được, tạ tinh lan cũng không muốn nhiều lời. Tình huống tạ chỉ như thế nào hắn biết rõ. Tâm tư nhanh nhạy hơn bất cứ ai. Không ai lợi dụng được anh. Nhưng về mặt tình cảm lại vô cùng chậm chạp. Bị người ta nhớ thương mà không biết. Nếu không đã chẳng đến mức hắn thương nhớ bao lâu như vậy mà anh vẫn không hay biết gì. Tạ Tinh Lan cảm thấy loại chuyện này không cần thiết phải nhiều lời với tiểu trì nhà mình cứ âm thầm xử lý trong lúc anh không hay biết gì là được rồi tình địch ư tạ tinh lan khẽ hử một tiếng có cả ngàn cả vạn người thích tiểu trì nhà hắn nhưng không có lấy một người có thể xưng là tình địch còn phải điều tra trước đề phòng tính toán sai dù sao lục văn đối xử với tạ trì như thế nào tạ tinh lan đều nhìn vào trong mắt lục văn cứ cảm thấy sau lưng mình lành lạnh thời gian bị rút gọn một ngày một đêm trôi qua nhanh chóng tất cả mọi người đều bình an vô sự sang đến đêm thứ hai cuối cùng mọi người cũng tới một quán trọ ở trên sườn núi miên sơn quán trọ rất đơn sơ từ ngoài nhìn vào nóc lợp bằng cỏ chanh được dựng từ gỗ dường như chỉ một cơn gió thổi qua là quán trọ sẽ lảo đảo sắp đổ thế nhưng có vẫn còn hơn không bãi đất xung quanh quán trọ có rất nhiều gò đất như nấm mồ nhỏ như đồng hồ cắt dốc ngược xuống đất. Thứ này do quán trọ cố tình làm, để cho cô hồn dã quỷ qua đường ở nhờ, tránh cho quỷ không có chỗ đi mà vào quán trọ quấy nhiễu người dân. Đạo trưởng Huyền Thành dặn dò mọi người và thăng 8220 đi một ngày một đêm rồi. Chúng ta nghỉ lại đây một đêm, sáng mai lại lên đường và thăng 8221. Mọi người đặt quan tài xuống. Tiểu nhị nhìn chiếc đồng sừng kim quan dùng để chứa cương thi. Nhưng không hề tỏ vẻ hoảng loạn. Hiển nhiên đã thấy quá nhiều. Tươi cười chào đón và thăng 8.220 mời mọi người vào trong và thăng 8 mốt Tiểu nhị thấy những đường chỉ mực trên quan tài lại càng yên tâm hơn. Bảo mọi người mang quan tài ra sân sau. Sau đó tốt bụng chuẩn bị phòng ở và nước nóng cho mọi người áp không hề bạc đãi họ về khoản ăn ở. Đạo trường Huyền Thành hết sức hào phòng gọi 10 căn phòng riêng, loại chỉ có một giường một bàn, một ngày một đêm không ngủ, tạ chi tắm rửa một chút, vẻ mặt khó giấu nổi sự mệt mỏi. Nhưng anh nhớ tới nữ diễn viên Chu Mạn có vẻ lạ thường kia. Muốn đi điều tra một chút, tạ chỉ ngáp một cái, đang định đẩy cửa phòng chuẩn bị đi ra. Tạ Tinh Lan đã lên tiếng và thăng 8.220 tiểu chí. Đổi sang anh, em đi ngủ đi và thăng 8.221. Vẫn dịu dàng dụ dỗ như trước đây. Tạ Chi ngẩn người ra và thăng 8.220, vâng và thăng 8.221. Sau đó anh nói với Tạ Tinh Lan biểu hiện dị thường của Chu Mạn. Sau khi Tạ Tinh Lan kiểm soát, hắn mặt không đổi sắc giật giật cổ áo xua hơi nóng sau khi vừa tắm rửa ra. Một tay đút túi bước ra ngoài. Lúc đi qua phòng của Chu Mạn, không hề dừng lại, mà đi thẳng tới phòng của Lục Văn và thăng 8220. Ai vậy và thăng 8221 Lục Văn còn chưa ngủ. Vô cùng cảnh giác, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Lặng lẽ cầm thanh kiếm gỗ đào lên. Tạ Tinh Lan trầm mặc một lúc, tìm ngữ điệu giọng tạ chi khẽ ho hai tiếng, bảo rằng và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi tôi hơi khó chịu và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt lục văn nghe ra là tạ trí lập tức từ trên giường đi xuống ba chân bốn cẳng chạy ra phía cánh cửa đang định mở cửa ra mới phát hiện mình đang đi chân trần lập tức quay trở lại giường vội vàng xỏ giày chỉnh trang vạt áo mới mở cửa ra và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi sao vậy Quan trọng và thăng 8.221, lục văn dừng lại. Ánh mắt lặng lẽ dừng trên vạt áo mở rộng của và thăng 8.220, tạ trì và thăng 8.221. Dưới ánh đuốc màu cam của khách sạn, làn da ở đó ấm áp, xương quay xanh đẹp đẽ, sáng bóng mê người, mái tóc đen nhánh của và thăng 8.220, tạ trì và thăng 8.221, vẫn còn nhỏ giọt tôn lên đôi mắt sâu thẳm và trong trẻo của anh. Cơ thể thoảng hương thơm nhàn nhạt sau khi tắm, thấm vào ruột gan, gương mặt vì hơi nóng ba nãy mà vẫn còn ưng ửng đỏ. Chỉ là bờ môi mím chặt, mặt không biểu cảm, trông anh có vẻ lãnh đạm và cứng nhắc. Lục văn vội quay mặt sang chỗ khác, nửa gương mặt lạnh lùng đẹp trai lặng lẽ đỏ lên đầy bất thường. Yết hầu không tự chủ cuồn cuộn, tạ tinh lan hậu chi hậu giác cúi đầu xuống nhìn mình ý thức được Lục Văn đang nghĩ gì. Gân xanh trên trán dần giật hai cái. Nhanh chóng kéo vạt áo vào. Tạ tình lan mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên, và thăng 8220, tôi vào được không, và thăng 8221. Dừng lại một chút, sợ rằng giọng nói qua cứng rắn. Lại nói và thăng 8220, có được không vậy, và thăng 8221.